Hello, xin chào toàn thể quý vị, anh chị và các bạn nhé. Trân trọng giới thiệu các bạn lô đất cực đẹp các bạn nhé. Đây là khu tái định cư Đại học Quốc gia các bạn nhé. Như các bạn nhìn thấy thì cơ sở hạ tầng đang được hoàn thiện các bạn nhé. Đây, điện cao áp vừa mới được lắp đây các bạn nhé. Mới choang đây nhé. Đó. Đường này thì là rộng 8 mét các bạn nhé. Và đây là mặt đường đôi. Ở giữa đây là giải phân cách các bạn nhé. Giải phân cách này là giải phân cách cứng này. Giải phân cách này thì rộng là 15 mét các bạn nhé. Đó, và có điện chiếu sáng ở giữa này, rất là đẹp, mặt đường đôi các bạn nhé. Đó. Đó, đây là lô mình quay cho các bạn lô góc nhé. Đây là lô góc này. Hiện tại thì mình đang có 3 lô ở đây bán các bạn nhé. Là mỗi lô là 300 mét các bạn nhé. Là căn góc luôn các bạn này. Đấy. Đây, rất là đẹp luôn các bạn này. Quá đẹp các bạn nhé. Đường này là 8 mét các bạn nhé. Đường bên sườn này 8 mét này. Đó. Và đường này thì cũng 8 mét các bạn nhé. Đây, như các bạn nhìn thấy đây thì bên cạnh này thì người ta cũng đã phân rất là nhiều luôn các bạn. Đấy. Lô đất cao quá các bạn nhé. Hiện tại thì 3 lô này thì mình đang giao bán là giá 25 triệu các bạn nhé. Tổng diện tích là 900 mét các bạn nhé. 3 lô là 900 mét các bạn nhé. Bạn nào có nhu cầu thì cứ liên hệ với mình nhá. 900 mét vuông. Đây. Đó. Rất là đẹp luôn các bạn nhé. Đây là một lô các bạn nhé. Đến đây một lô này. Đây là lô thứ hai này. Và lô thứ ba ở đây. Ba lô liền các bạn. Đấy, rất là đẹp luôn các bạn ạ. Quá đẹp các bạn. Đó. Đây là lô góc các bạn nhá. Mình đang quay cho các bạn, đây là lô góc nhá, lô góc nhá. Đó. Tổng diện tích là 900 mét nhá. Ba lô gộp lại các bạn nhá. Bạn nào có nhu cầu thì liên hệ ngay với mình nhá. Số điện thoại của mình là 0943456766 nhá. Mình đang chào với cái giá là 25 triệu một mét vuông các bạn nhé. Rất là đẹp luôn. Rồi bây giờ mình xin tạm dừng video ở đây. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.